khi mà Linh mới vào ICS cảm nhận mình giống như tờ giấy trắng vậy. Nó là một cái cuộc thử nghiệm liên tục, mình sẵn sàng cởi mở cho những cái thay đổi. Đi tiếp hai bước. Hai. Ok, đây là nhóm câu hỏi thuộc về kinh nghiệm. Xem coi các bạn gửi gì vậy cho Linh. Làm sao để các bạn trẻ tìm được điểm mạnh, điểm yếu và xác định rõ việc mình thật sự làm tốt là việc gì? Thật ra Linh nghĩ là phải mở màn đầu tiên là sẽ không có một cái công thức chung nào hết. Mỗi người đều sẽ có cái cách để tìm ra câu trả lời cho mình. Và cái cách mà nó hiệu quả cho người này thì chưa chắc nó hiệu quả cho người kia. Cá nhân là thì Linh cũng không dám nói chắc chắn là bây giờ mình đã rất là rõ điểm mạnh, điểm yếu hoặc là những cái khả năng của bản thân đâu. Tại vì nó, Linh nghĩ nó là một cái quá trình gọi là mình khám phá cả đời mà. Và mình có thể thay đổi năng lực hay là cái kinh nghiệm hay thậm chí là cái mong muốn của mình nó sẽ thay đổi rất là thường xuyên. Linh thường chia nó làm 3 giai đoạn. Đầu tiên là mình phải thử nghiệm trước nè. Mình sẽ thử làm rất là nhiều thứ. Khi mà Linh mới vào ICS cảm nhận mình giống như tờ giấy trắng vậy, mình không biết gì hết. Thì nhưng mà đôi khi cái tờ giấy trắng thì có vẻ như nó sẽ tiện hơn cho mình để phát triển, thay vì giống như đấy một cái tờ giấy mà mình đã rất là nhiều thứ được ghi lên đấy và mình muốn ghi thứ mới thì sẽ hơi khó. Với một tờ giấy trắng thì nó sẽ dễ hơn, mình sẽ thử tất cả mọi thứ, cái gì mà quăng giống như đời quăng gì cho mình là mình thử rồi mình rút ra bài học ở đó. Mình suy nghĩ xem là sau khi làm xong thì mình ngồi xuống mình nghĩ ok mình đã làm gì này, cái gì được, cái gì chưa được, và sau đấy thì mình sẽ lại quay lại với những bài học đấy mình làm tiếp. Nó là, Linh nghĩ nó là một cái cuộc thử nghiệm liên tục. Thì Linh nghĩ cái quan trọng ở đây á, là mình sẵn sàng cởi mở cho những cái thay đổi. Sẵn sàng chấp nhận là ok mình đã có cái điểm gì đó mình đã làm chưa tốt, để mà sẵn sàng thay đổi, thay vì là đó mình cứ cứng nhắc hoặc là mình cứ sợ là ok cái này mình chắc là không được đâu, hay là cái này mình không rõ đâu thì để người khác làm đi. Thì Linh nghĩ cái điểm mấu chốt là mình sẵn sàng thử nghiệm, mình sẵn sàng thay đổi và sẵn sàng chấp nhận là những lần sau mình sẽ làm tốt hơn. Thế thì theo Linh, điểm mạnh của Linh là gì và điểm yếu là gì? Để các bạn cùng biết nè. Điểm yếu của Linh là Linh rất là khó xác định điểm yếu, điểm mạnh của mình sau mỗi thậm chí là sau mỗi dự án hoặc mỗi cái sự thay đổi vị trí, mà thường Linh sẽ cần rất là nhiều cái lời khuyên từ những người xung quanh nữa. Ví dụ đồng nghiệp này, hoặc là sếp này, sếp trực tiếp, hoặc là những người mà đã có tương tác với mình trong suốt cái hoạt động dự án hoặc là một cái năm đấy hoặc cái vị trí đấy của mình. Thì họ, Linh nghĩ họ sẽ là những người xung quanh mình sẽ là những người có thể cho mình được những cái lời khuyên rất là tốt, là ok, mình thấy bạn đã làm đấy những cái việc này rất là tốt và ở đây thì có thể là cân nhắc thay đổi thứ này thứ kia. Linh nghĩ những cái lời khuyên của những người xung quanh, đặc biệt là những người đi trước ấy, thì lúc nào cũng rất là đáng giá. Những người xung quanh thì họ giống như một cái tấm gương phản chiếu giúp cho mình nhìn thấy những thứ mình có thể mình không thể nhìn được, đúng không? Cho nên cái cách mình tìm ra điểm mạnh, điểm yếu cũng phải thông qua những người xung quanh, chứ không phải tự một mình có thể nhận ra được.